vị thân mến, khi trẻ bị sốt, nhất là trẻ có tiền căn co giật do sốt cao, quý vị phụ huynh cần nhanh chóng hạ sốt bằng những phương cách hợp lý và an toàn. Trong đó thì việc sử dụng thuốc hạ sốt đúng cách là một điều vô cùng quan trọng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những lưu ý đến từ bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh trong việc cho trẻ sử dụng đúng cách thuốc hạ sốt. Cho nên mình phải biết hai việc. Thứ nhất là phải biết cập nhiệt. Trong nhà phải có dụng cụ cập nhiệt để khi mình nghi ngờ trẻ sốt, cập nhiệt vô ha, để mình biết là sốt bao nhiêu. Thứ hai là phải biết sử dụng thuốc hạ sốt. Cái sử dụng thuốc hạ sốt, điều chúng ta chú ý á, thứ nhất là không có dựa theo lứa tuổi mà phải dựa theo cân nặng. Thì ví dụ mình đang xài paracetamol đi, thì mình lấy cái cân nặng đó mình nhân cho 15, nó ra cái lượng thuốc cần uống một lần. Ví dụ bé nó 10kg thì nó 150, thì cái thuốc đó mình có thể uống từ 4 tiếng tới 6 tiếng uống lại một lần nếu mà mình cảm thấy nó không hết sốt. Còn khi nào uống, thứ nhất á, là em bé mà không có tiền căn sốt cao co giật gì hết á, thì nó sốt nhẹ mà nó vẫn chơi thì đừng có uống. Khi nào nó trên 38 độ 5 thì mình hãy uống thuốc hạ sốt. Hoặc là sốt mà nó khó chịu quá thì uống thuốc hạ sốt. Còn những em bé mà có tiền căn sốt cao co giật á, thì nó sốt nhẹ, nó sốt vừa sốt á, là mình cũng nên nghĩ tới chuyện uống thuốc. Tại vì nó lên rất là nhanh, nó sẽ giật. Đó thì những cái yếu tố đó bắt buộc phụ huynh phải học. Còn bên cạnh đó, trong cái thời gian mà mình chưa có uống thuốc á, hoặc là mình thấy nó sốt mà nó không cần uống thuốc á, thì phải cho nó uống đủ nước và bú đủ sữa nếu nó còn bú. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.